có cái mặt, có mặt trăng ở trên kia kìa, không nhìn phải không nhỉ? Chưa chắc lên được, đẹp quá, nhưng mà không chắc lên được. Đây, trường lương lên hình được ngoài trăng thì trời khó lắm. Chụp được mặt trời như phải thế nào, kỹ thuật là trời đều thế, 4K là có thể cái ánh sáng của nó hắt vào thì mắt mình bắt được, chứ ống kính nó phải phơi sáng như thế nào chứ không là nó không bắt được đâu.